À, Việt Hỏi bài miễn phí trả lời tức thì vào thư viện ăn tải ngay à, về danh Xin chào tất cả các em học sinh yêu quý Hôm nay chúng ta sẽ học bài 18 Biểu đồ hình quạt tròn Thế thì biểu đồ hình quạt tròn là biểu đồ như thế nào Và nó để dùng làm gì Chúng ta cùng tìm hiểu thông qua Chúng ta cùng tìm hiểu thông qua mục đặt vấn đề để thấy được tỷ lệ gây ra tai nạn thương tích theo các nguyên nhân khác nhau ở Việt Nam. Báo cáo tổng hợp về phòng chống tai nạn thương tích ở trẻ em đã sử dụng biểu đồ hình quạt tròn như hình 5.4. Chúng ta cùng tìm hiểu về loại biểu đồ này. Thì các bạn nhìn sang hình 5.4. Đây là một cái biểu đồ hình quạt tròn các bạn ạ Các bạn có thể nhìn vào biểu đồ Các bạn sẽ thấy là phía trên biểu đồ Chính là tên của biểu đồ đấy người ta ghi là các nguyên nhân gây tai nạn thương tích ở trẻ em việt nam thế thì biểu đồ hình quạ tròn như thế nào các bạn sẽ nhìn thấy là gì đây chúng ta có một cái hình tròn đúng không đó và chúng ta được thấy là người ta chia thành các cái phần nhỏ hình tròn được chia thành các phần nhỏ mỗi phần như vậy thì một màu khác nhau đúng không và nó sẽ biểu diễn các cái tỷ lệ phần trăm gây ra tai nạn thương tích của trẻ em được không đó, sau đấy thì phía bên phải hình tròn các bạn sẽ thấy là có những cái ô vuông được tô màu khác nhau như vậy Để chính là cái phần chú thích của biểu đồ các bạn ạ Ví dụ ô vuông đầu tiên có màu xanh, được không? Đó, ghi là đuối nước Đó, thì lúc này mình nhìn vào biểu đồ mình sẽ hiểu là cái phần được chia ra đấy Người ta gọi đó là hình quạt tròn đấy các bạn Các cái hình tròn được chia thành các phần thì các phần đấy được gọi là các hình quạt tròn Đó Màu xanh số 48% là biểu diễn cái tỷ lệ gây tai nạn thương tích do đuối nước là 48%. Hoàn toàn tương tự, màu hồng biểu diễn tai nạn giao thông, có nghĩa là mình nhìn vào cái hình quạt tròn màu hồng. Đó, ứng với 28% là do tai nạn giao thông. Thì lúc này mình hiểu là gì nhỉ? Nguyên nhân gây tai nạn giao thông, tai nạn thương tích của trẻ em đối với tai nạn giao thông thì chiếm 28% đấy, hoàn toàn tương tự với cả gì nhỉ? Các nguyên nhân khác là ngã, ngộ độc, thương tích khác. Đấy thì cụ thể hơn nữa, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về biểu đồ hình quạt tròn thông qua mục 1. Chúng ta đi vào học mục 1, đọc và mô tả biểu đồ hình quạt tròn. Đó, thế thì như vừa nãy cô đã giới thiệu qua rồi thì bây giờ chúng ta cũng sẽ có một chút thông tin về biểu đồ hình quạt tròn, đó là biểu đồ hình quạt tròn dùng để so sánh các phần trong toàn bộ dữ liệu. Tiếp theo là gì? Trong biểu đồ hình quạt tròn, phần chính là hình tròn biểu diễn dữ liệu được chia thành nhiều hình quạt, được tô màu khác nhau. Mỗi hình quạt biểu diễn tỷ lệ của một phần so với toàn bộ dữ liệu. Cả hình quạt tròn biểu diễn toàn bộ dữ liệu, tức là ứng với 100%. Thì cái phần này vừa nãy cô cũng đã phân tích rồi đúng không? Thì bây giờ người ta tổng hợp lại đúng không? Một cách khái quát để các bạn hiểu về biểu đồ hình quạt tròn thôi Được chưa? Đây, cụ thể Chẳng hạn các thành phần của biểu đồ hình quạt ở hình 5.4 được thể hiện như hình 5.5 Đó, các bạn nhìn vào hình 5.5 Các thành phần của biểu đồ hình quạt tròn thế thì lúc này người ta đã chia cái biểu đồ thành các cái thành phần để các bạn dễ hình dung hơn đó đầu tiên phần hình tròn biểu diễn toàn bộ dữ liệu được chia thành năm hình quạt đó các bạn thấy người ta khoanh vuông không người ta đánh dấu là hình tròn biểu diễn dữ liệu chính là cái hình tròn ấy thấy chưa thì các bạn sẽ thấy là nó được chia thành năm phần đó thì năm cái phần đấy chính là năm cái hình quạt được chưa và mỗi hình quạt biểu diễn tỷ lệ tai nạn thương tích do một nguyên nhân gây ra được chưa đó rồi tiếp theo các bạn nhìn lên phía trên phần tiêu đề các bạn thấy không đó thì chính là tên của biểu đồ đấy các nguyên nhân gây tai nạn thương tích ở trẻ em việt nam đúng không tiếp theo các bạn nhìn sang phía bên phải chú giải được chưa thì chú giải ở đây đấy tương ứng với năm phần năm hình quạt tròn năm màu khác nhau đúng chưa đấy thì người ta sẽ ký hiệu từng màu tương ứng với cái nguyên nhân gì đúng không ví dụ đầu tiên là đuối nước các bạn thấy không nó là màu xanh các bạn thấy không thì lúc này mình nhìn vào biểu đồ mình sẽ đọc được là tỷ lệ đuối nước đấy cái nguyên nhân gây tai nạn thương tích của trẻ em do đuối nước là chiếm 48% Đúng không? Đó, rồi hoàn toàn tương tự Nguyên nhân gây tai nạn thương tích trẻ em do tai nạn giao thông Thì lúc này mình thấy là ký hiệu bằng màu hồng đúng không? Tức là mình nhìn vào hình quạt tròn màu hồng Các bạn thấy không? Số 28% thì mình sẽ hiểu là do tai nạn giao thông là chiếm 28% Được chưa? Hoàn toàn tương tự Nguyên nhân gì? Ngã Là lúc này là màu xanh lá cây đấy đúng không? Đó, thì lúc này mình nhìn mình sẽ thấy là ký hiệu 2% đúng không? Thì mình sẽ hiểu là nguyên nhân gây tai nạn do ngã chiếm 2%, đúng không? Tương tự thương tích khác, màu vàng chiếm 20% hay là ngộ độc màu tím chiếm 2%, đúng chưa? Đó, thì nói tóm lại là gì? Một cái biểu đồ hình quả tròn thì sẽ có ba thành phần chính, được không? Đó là tiêu đề, hình tròn biểu diễn dữ liệu và chú giải. Tiếp theo, chúng ta cùng làm hoạt động chấm hỏi để tìm hiểu thêm. Từ biểu đồ hình 5.4, em hãy lập bảng thống kê tỷ lệ các nguyên nhân gây tai nạn thương tích ở trẻ em Việt Nam. Đấy, thế thì vẫn là cái biểu đồ hình 5.4 đúng không? Các nguyên nhân gây tai nạn thương tích ở trẻ em Việt Nam. Bây giờ là gì? Thay vì biểu diễn bằng biểu đồ thì người ta sẽ yêu cầu mình lập một cái bảng thống kê Thế thì bảng thống kê mình đã được học rồi các bạn Thì các bạn sẽ hình dung nó là một cái bảng Gồm hai dòng này Dòng phía trên là các nguyên nhân Còn dòng phía dưới là gì? Tỷ lệ phần trăm Đúng chưa? Đó, thì ở đây như vừa nãy mình vừa phân tích đấy Thì hình tròn này được chia thành 5 phần Có nghĩa là có 5 nguyên nhân Đồng ý không? Đấy thì lúc này mình sẽ kẻ một cái bảng Có thể bảng nằm ngang gồm hai hàng 6 cột được không đó cột thứ nhất là ghi nguyên nhân tỷ lệ này cột thứ hai ghi đuối nước cột thứ ba ghi tai nạn giao thông cột thứ bốn ghi ngã cột thứ năm ghi ngộ độc và cột thứ tự số 6 là ghi thương tích khác đúng không đấy tương ứng với mỗi nguyên nhân thì dòng thứ hai sẽ ghi tỷ lệ phần trăm do các nguyên nhân gây ra đúng không đấy và như vừa nãy cô đã đọc rồi đấy đuối nước là 48% phần trăm Tương ứng đấy, mình nhìn màu để mình xác định đúng không? Tai nạn giao thông màu hồng là 28%, ngã màu xanh lá cây là 2%, ngộ độc màu tím là 2% và các thương tích khác không phân loại là 20%. Đúng chưa? Đó, thì lúc này mình sẽ lập một cái bảng như thế này các bạn này. Đây. Đấy, thì như cô nói vừa nãy là chúng ta có thể lập cái bảng theo chiều ngang cũng được hoặc là lập theo chiều dọc cũng được đúng không? Thì ở đây là gì? Tức là thay vì hai hàng 6 cột thì cũng có thể lập theo kiểu là 6 hàng 2 cột đúng không? Đấy. Cột thứ nhất là nguyên nhân gây tai nạn thương tích. Cột thứ hai là tỷ lệ phần trăm, đúng không? Đó thì mình sẽ ghi đấy, mình ghi ra này, đuối nước là 48%, tai nạn giao thông là 28%, ngã là 2%, ngộ độc là 2% và thương tích khác không phân loại là 2% như vừa nãy cô đọc đấy đúng không? Đó, thế thì qua cái hoạt động chấm hỏi này chúng ta sẽ thấy là gì? chúng ta có nhiều cách để biểu diễn dữ liệu một là mình có thể vẽ bằng biểu đồ hai là mình có thể lập bản như này đúng không đó thế thì cả hai cách này đều đầy đủ các thông tin cần biểu diễn đồng ý không thế thì các bạn thấy là mình biểu diễn theo cái kiểu nào thì nó sinh động hơn và dễ quan sát hơn các bạn sẽ thấy là gì việc vẽ biểu đồ đúng không hình tròn sẽ dễ quan sát và tiện cho cái việc so sánh hơn đúng không Tiếp theo, chúng ta sẽ đi sâu tìm hiểu về cách đọc và mô tả biểu đồ hình quạt tròn để chúng ta thấy cái tác dụng của nó. Chúng ta tìm hiểu thông qua hoạt động 1. Biểu đồ hình 5.6 cho biết tỷ lệ thí sinh được trao huy chương các loại trong một cuộc thi. Em hãy cho biết. Đây thì các bạn một trước khi đọc câu hỏi thì các bạn xem biểu đồ hình 5.6 mình phân tích trước đúng không? Các bạn sẽ thấy này, biểu đồ thì gồm có ba phần đúng không? Đầu tiên là phía trên là phần tiêu đề đấy Đấy, là tên biểu đồ là gì? Tỷ lệ trao huy chương trong cuộc thi Đó, phần thứ hai là phần hình tròn này Thì lúc này các bạn sẽ thấy là hình tròn này được chia thành bốn phần đúng không? Tương ứng với bốn hình quạt đấy Với các tỷ lệ khác nhau Đấy, và phần thứ ba là phần chủ thích đúng không? Ứng với mỗi màu Thì chủ thích tương ứng với phần trăm số huy chương đúng không các loại đúng không đấy thì mình sẽ thấy là bốn màu thì có bốn loại huy chương là vàng bạc đồng và không có huy chương đấy đúng chưa đó và nhìn vào biểu đồ này mình cũng có thể đọc được đó là gì nhỉ đầu tiên là màu tím phần màu tím là huy chương vàng và mình nhìn vào đấy thầy sẽ viết số 10% đúng không thì mình sẽ hiểu là tỷ lệ trao huy chương vàng trong cuộc thi là 10%. Đúng chưa? Tương tự tiếp theo huy chương bạc, mình sẽ thấy là chủ thích là màu vàng. Thì mình nhìn vào hình quạt màu vàng, ghi số 20% thì mình sẽ hiểu là tỷ lệ trao huy chương bạc là chiếm 20%. Đúng chưa? Hoàn toàn tương tự huy chương đồng màu xanh thì mình hiểu là tỷ lệ trao huy chương đồng là 20%. Đó. Và không có huy chương màu hồng là 50%. Đó. Thế bây giờ người ta hỏi gì? Yá yeah hai loại huy chương nào có cùng tỷ lệ thí sinh được trao Đấy, thì bây giờ mình nhìn vào mình xem xem đúng không Những cái hình quạt nào bằng nhau Hay là nhìn vào đấy Mình xem là những cái tỷ lệ phần trăm nào bằng nhau đúng không Thì mình sẽ thấy là gì Có hai hình quạt ứng với 20% Đồng ý không Đó là màu vàng và màu xanh đấy đúng không Thì lúc này mình nhìn sang chủ thích Mình xem màu vàng với màu xanh là huy chương gì thì mình sẽ thấy nó là huy chương bạc và huy chương đồng đúng không đó thì lúc này mình sẽ trả lời là huy chương bạc và huy chương đồng thì có cùng tỷ lệ thí sinh được trao đúng không đấy mình sẽ ghi là huy chương bạc và huy chương đồng có cùng tỷ lệ thí sinh được trao thế thì rõ ràng là các bạn sẽ thấy là gì khi mà biểu diễn biểu đồ bằng hình quạt tròn thì nó biểu diễn rất là sinh động và nhìn vào đấy mình cũng dễ dàng có thể so sánh được luôn đúng không Tiếp theo, ý B người ta hỏi là số thí sinh không có huy chương chiếm tỷ lệ bao nhiêu phần trăm? Em có nhận xét gì về hình quạt biểu diễn tỷ lệ này? Đó, thế thì bây giờ mình sẽ nhìn vào biểu đồ thôi. Số thí sinh không có huy chương. Thì mình nhìn vào chủ thích không có huy chương là màu gì nhỉ? Màu hồng đúng chưa? Đấy thì mình nhìn sang hình quạt màu hồng. Đấy thì mình sẽ thấy số 50% đúng không? Đó thì lúc này mình sẽ trả lời là số thí sinh có không có huy chương chiếm 50%. Đúng chưa? Rất là dễ dàng. Tiếp theo, ý tiếp theo người ta hỏi là em có nhận xét gì về phần hình quạt biểu diễn tỷ lệ này? Thì các bạn thấy hình quạt này này nhỉ, 50% là nào đây? Có phải là nó bằng một nửa hình tròn đúng không các bạn? Đấy, 50 là một nửa đó. Thấy không? đó thì lúc này mình có nhận xét là phần hình quạt biểu diễn tỷ lệ này là lớn nhất được không ờ đầu tiên là mình so sánh với các cái hình quạt khác thì mình thấy nó là lớn nhất đúng không thứ hai là mình cũng có thể nhận xét thêm là nó chiếm một nửa hình tròn rồi đúng không đấy có nghĩa là tỷ lệ thí sinh không có huy chương là chiếm một nửa đấy tóm lại qua hai ý A, B của hoạt động 1, chúng ta sẽ có hai nhận xét như sau. Thứ nhất là hai hình quạt giống nhau, biểu diễn cùng một tỷ lệ. Thứ hai là phần hình quạt ứng với một nửa hình tròn, biểu diễn tỷ lệ 50%. Đúng chưa? Đó, thì cái vừa nãy cô nói đúng không? Phần hình quạt ứng với một nửa hình tròn, thì biểu diễn tỷ lệ là 50%. Tiếp theo, chúng ta cùng làm bài luyện tập 1 để chúng ta hiểu thêm và nhớ cách đọc và mô tả biểu đồ hình quạt. Cô đọc đề bài. Biểu đồ hình 5.7 cho biết tỷ lệ các loại kem bán được trong một ngày của cửa hàng kem. Ý A, à, người ta hỏi là em hãy chỉ ra thành phần của biểu đồ trên. Đó, thế các bạn còn nhớ là một biểu đồ như vậy thì có bao nhiêu thành phần nữa không nhỉ? có ba thành phần đúng không các bạn? Đấy thì chúng ta sẽ có bao gồm là gì? Một là tên biểu đồ, chính là phần chữ ở phía trên biểu đồ đúng không các bạn? Tên biểu đồ là gì? Tỷ lệ các loại kem bán được trong một ngày. Đó. Hai là gì các bạn nhỉ? Phần hình tròn đúng không? Đấy. Được chia thành 1 2 3 4 đúng không? Bốn hình quạt đúng không? Hình tròn biểu diễn các cái tỷ lệ đó và cuối cùng là bên phải mình có phần chú thích đúng không là thành phần thứ ba đó thì từ đấy mình sẽ trả lời thôi đầu tiên này phần thành phần thứ nhất là tiêu đề hai chấm tỷ lệ các loại kem bán được trong một ngày tiếp theo phần tiếp theo chính là hình tròn biểu diễn dữ liệu đúng không và cuối cùng là chú giải hay là chú thích đấy đấy là cái phần mà bao gồm đậu xanh này, ốc quế này, sô cô la và sữa dừa này, đúng không? Tiếp theo, ý B, người ta hỏi là trong biểu đồ trên, hình tròn được chia thành mấy hình quạt? Mỗi hình quạt biểu diễn số liệu nào? Đó, thì bây giờ câu B là người ta đi hỏi cụ thể hơn đúng không? Đấy, đầu tiên, người ta bảo là hình tròn được chia thành mấy hình quạt? Thì vừa nãy cô cũng đếm rồi đúng không các bạn? màu xanh, màu đỏ, màu tím, màu vàng đấy là chia thành bốn phần tương ứng với bốn hình quạt đấy đúng không? đấy mình viết là hình tròn được chia thành bốn hình quạt. Tiếp theo mỗi hình quạt biểu diễn số liệu nào? thì lúc này mình sẽ nhìn sang phần chú thích đúng không? đấy thì hình quạt thứ nhất màu xanh được, được chú thích là đậu xanh đúng không? thì lúc này mình sẽ viết là hình quạt màu xanh lá. Cụ thể xanh lá này đúng không? Biểu diễn đậu xanh. Mình có thể ghi kỹ hơn là khi mà mình nhìn vào mình thấy số 16,7% đấy đúng không? Mình sẽ ghi là chiếm 16,7%. Đó, hình quạt màu xanh lá biểu diễn đậu xanh chiếm 16,7%. Hoàn toàn tương tự đến hình quạt màu đỏ đúng không? Chú thích là ốc quế. Và các bạn thấy số 25% đó. Thì lúc này mình sẽ viết là hình quạt màu đỏ biểu diễn ốc quế chiếm 25%. Hoàn toàn tương tự đến màu tím đúng không? Là sô cô la. Mình nhìn vào biểu đồ hình quạt có số 33,3% đấy thì mình sẽ trả lời là hình quạt màu tím biểu diễn sô cô la chiếm 33,3%. Đó và cuối cùng màu vàng, hình quạt màu vàng chú thích biểu diễn sữa dừa chiếm 25%. Đấy là ý B tiếp theo ý c người ta yêu cầu là hãy lập bảng thống kê tỷ lệ các loại kem bán được trong một ngày của cửa hàng thì cái mục này mình cũng đã làm ở trước đấy rồi đúng không các bạn đấy là thay vì là người ta biểu diễn bằng hình quạt thì lúc này người ta sẽ biểu diễn thành bảng thống kê đúng không đấy thì dựa vào tỷ lệ vừa nãy mình vừa đọc ra ý b đấy thì các bạn có thể lập cái bảng thống kê như thế này các bạn này đúng không hai hàng năm cột hàng thứ nhất là các loại kem này đúng không Hàng thứ hai là tỷ lệ các loại kem bán được trong ngày tương ứng, đúng không? Đấy. Từng cái cột một là từng loại này đúng không? Thì nhìn vào đây mình cũng sẽ thể viết được là đậu xanh tương ứng tỷ lệ 16,7%, ốc quế tỷ lệ 25%, sô cô la tỷ lệ 33,3% và sữa dừa là 25%. Tiếp theo chúng ta sẽ học sang mục số 2, biểu diễn dữ liệu vào biểu đồ hình quạt tròn. Có nghĩa là sao các bạn? Chúng ta có ví dụ một Bảng số liệu sau cho ta biết tỷ lệ các loại sách ở một thư viện trường học Đấy, thì lúc này người ta cho mình một cái bảng như thế này các bạn này Đấy, mình sẽ thấy là gì đây? Bảng có hai dòng đúng không? Dòng thứ nhất là loại sách Thì có những loại sách là sách giáo khoa, sách tham khảo, sách truyện hay là sách khác Dòng thứ hai là các cái tỷ lệ tương ứng đúng không? Sách giáo khoa là ứng với 40%, sách tham khảo 20%, sách truyện 30% và sách khác 10%. Đó. Thế nhiệm vụ chúng ta là gì? Và nhiệm vụ chúng ta đấy là hãy hoàn thiện biểu đồ hình 5.8 vào vở để biểu diễn bảng thống kê này. Thế thì các bạn nhìn vào biểu đồ hình 5.8 Đấy, thì lúc này ý của người ta là từ cái bảng thống kê đấy thì mình sẽ biểu diễn lên dưới dạng biểu đồ hình quạt tròn là hình 5.8 đúng không? Đó thì lúc này các bạn nhìn vào hình 5.8 là người ta đã vẽ cho các bạn cái khung rồi đấy. Đúng không? Tên biểu đồ có rồi, tỷ lệ các loại sách trong thư viện, hình tròn người ta vẽ cho rồi đúng không? Đấy, rồi các chủ thích rồi. Nhưng vấn đề là ở đây các bạn sẽ thấy là nó chưa được tô màu này đúng không? Chưa được chia các cái tỷ lệ đúng không? Để mình biết là bao nhiêu là sách giáo khoa, bao nhiêu là sách tham khảo, bao nhiêu là sách truyện và bao nhiêu là sách khác. Nhưng mà ở đây các bạn sẽ thấy là hình quạt tròn. Mặc dù người ta chưa tô màu, nhưng mà người ta đã chia cho các bạn thành các cái phần bằng nhau rồi đúng không? Để mình ước tỷ lệ rồi. Đó. Đấy và ở đây các bạn sẽ thấy là gì? Hình quạt tròn một cái hình như vậy là tương ứng với 100% các bạn. Và các bạn sẽ thấy là nó được chia thành 10 phần bằng nhau. Các cái nét đất ấy, chia thành 10 hình quạt bằng nhau. Đó thì 100% chia thành 10 phần bằng nhau thì mỗi phần như vậy là 10% ấy đúng không? Đấy. Thì nói tóm lại là hình tròn biểu diễn dữ liệu đã được chia sẵn trong các hình quạt thì mỗi hình quạt ứng với 10%. Đó. Thế thì lúc này dễ rồi đúng không các bạn? Chúng ta chỉ cần là gì? Xem lại bảng, xem sách giáo khoa ứng với bao nhiêu phần trăm đúng không? Đấy. Thì vừa nãy đấy trong cái bảng đấy người ta ghi là sách giáo khoa ứng với 40% có nghĩa là sao nhỉ? Có nghĩa là mình sẽ lấy mỗi cái hình quạt người ta chia sẵn mình sẽ lấy 4 phần đúng không? một phần là 10% thì mình lấy 4 phần là 4%. Sau đấy mình sẽ tô màu. Đấy và đánh chú thích của sách giáo khoa. Đó, thì nói tóm lại, Nói tóm lại, chúng ta sẽ được một cái biểu đồ như thế này sau khi làm các bạn này. Đó, sách giáo khoa chiếm 40% nên tớ tô màu bốn hình quạt chia sẵn để biểu diễn số liệu này được chưa? Và tô màu xanh đấy, đúng không? Tương tự, sách tham khảo chiếm 20%, đúng không? Thì mình sẽ tô hai hình quạt chia sẵn bằng màu đỏ đấy, được chưa? Tương tự, sách truyện chiếm 30% thì tô ba hình quạt chia sẵn và sách khác chiếm 10%. Đấy. Được chưa? Tiếp theo, chúng ta cùng làm bài luyện tập 2 để mình thực hành, đúng không? Tô màu chia phần đấy để biểu diễn biểu đồ hình quạt tròn thành tạo hơn. Bảng sau cho biết tỷ lệ các bạn trong trường dự đoán đội vô địch bóng đá học sinh khối 7. Đấy. Thì nhìn vào bảng thì mình sẽ thấy là gì nhỉ? Mình có đội tuyển của 4 lớp 7A, 7B, 7C, 7D đúng không? Và lúc này các bạn dự đoán đúng không? Thì người ta tính được tỷ lệ là gì? Tỷ lệ dự đoán lớp 7A vô địch là 15% này. Lớp 7B vô địch là 30%, lớp 7C vô địch là 20% và lớp 7D vô địch là 35% Thế thì hoàn toàn tương tự như bài vừa nãy yêu cầu chúng ta Đấy là hãy hoàn thiện biểu đồ hình 5.10 vào vở để biểu diễn bảng thống kê này Là bảng thống kê vừa nãy đấy, dự án kết quả đấy đúng không? Đấy thì tương tự chúng ta lại có một cái hình 5.10 như vậy đúng không? Lúc này hình tròn các bạn sẽ thấy là người ta cũng chia thành các phần bằng nhau sẵn rồi. Nhưng ở đây các bạn sẽ thấy là người ta chia nhỏ hơn. Đồng ý không? Đấy. Và mỗi phần như vậy là ứng với 5% ấy đúng không? Hình tròn biểu diễn dữ liệu đã được chia sẵn thành các hình quạt. Mỗi hình quạt ứng với 5%. Sở dĩ chúng ta phải chia nhỏ hơn như vậy đúng không? Bởi vì lúc này các bạn còn nhớ thì trong cái bảng thống kê đấy. Ấy, ví dụ lớp 7A ứng với 15% đúng không? Thì rõ ràng là nếu mình chia thành các phần nặng 10% đúng không? Thì 15% đúng không? Thì mình phải lấy 1 phần rưỡi đấy, đúng không? Không thể lấy cả hai phần thì rõ ràng là nó khó, đúng không? Đấy, thì bây giờ các con số của chúng ta là có dạng là gì nhỉ? Đấy, như 15% á, thì mình phải chia nhỏ đến 5% Thì lúc này mình mới lấy được tỷ lệ lớp 7A đúng không? 15% mỗi phần là 5 đúng không? 15 chia 5 là bằng 3 Có nghĩa là mình phải lấy 3 cái phần hình quạt chia sẵn như vậy thì mình sẽ được lớp 7A đúng không? Đó, thì hoàn toàn tương tự với lớp 7B, lớp 7C, lớp 7D thôi. Đấy, thì sau khi làm thì mình sẽ được cái biểu đồ như thế này các bạn này. Đúng không? Đấy, lớp 7A với 15% đúng không? Mỗi phần là 5 đấy, như cô lấy đấy. 15 chia 5 là 3, có nghĩa là mình phải lấy 3 phần hình quạt chia sẵn. Đúng không? Đấy, là màu cam đấy, được chưa? Rồi tương tự, lớp 7B là 30%. Mình lấy 30 chia 5 là bằng 6 Có nghĩa là mình phải tô màu 6 phần như vậy Là màu xanh đấy các bạn thấy không Đấy rồi tương tự lớp 7C 20% Thì lấy 20 chia 5 là bằng 4 đúng không Là tô 4 phần Đấy còn phần còn lại là lớp 7D là 35% thôi Tiếp theo chúng ta có tiếp ví dụ 2 Sau 1 năm thực hiện đề án phổ cập bơi Người ta tiến hành thu thập dữ liệu về kỹ năng bơi của học sinh tiểu học ở một huyện Được kết quả sau các bạn sẽ thấy là có một cái bảng thống kê này có hai hàng hàng thứ nhất là tình trạng hàng thứ hai là số học sinh thì tình trạng thì có ba loại đấy là bơi thành thạo biết bơi nhưng chưa thành thạo chưa biết bơi đúng không và người ta điều tra được là tỷ số học sinh bơi thành thạo là 250 số học sinh biết bơi nhưng chưa thành thạo là 175 và số học sinh chưa biết bơi là 75 Thế thì đầu tiên các bạn nhận xét giúp cô cái bảng này khác gì với cái bảng thống kê vừa nãy các bạn nhỉ? Nó khác đấy là bảng thống kia kia là gì? Nó biểu diễn tỷ lệ phần trăm rồi đúng không? Thế còn cái bảng thống kê này thì các bạn sẽ thấy là người ta cho bằng số học sinh Thế thì cho như thế này thì làm thế nào để mình biểu diễn lên biểu đồ hình quạt tròn đấy? Đó, thế thì rõ ràng là mình phải chuyển cái dữ liệu này dưới dạng tỷ lệ phần trăm đã đúng không? Rồi mình mới biểu diễn được Đấy, đó là lý do mà ý A này người ta bảo là tính tỷ lệ số học sinh mỗi loại trên tổng số học sinh tham gia khảo sát. Đó là tính tỷ lệ phần trăm mỗi loại đấy trên tổng số học sinh đấy. Được chưa? Đấy, thế bây giờ mình tính thôi đúng không? Thế làm sao để tính được tỷ lệ số học sinh bơi thành thạo? Thì tính tỷ lệ phần trăm thì mình sẽ lấy số học sinh bơi thành thạo này chia cho tổng số học sinh tham gia khảo sát đúng không nhân với 100 thì ra tỷ lệ phần trăm thôi đúng không đây thì mình nhìn lại cái bảng này này từ đấy mình tính này thì đầu tiên là chia cho tổng số học sinh nhưng đầu tiên mình phải tính tổng số học sinh đã đúng không tổng số học sinh tham gia khảo sát là thì mình lấy ba loại cộng lại với nhau lấy 250 cộng 175 cộng 75 là bằng 500 học sinh đấy rồi tiếp theo mình sẽ tính tỷ lệ này ở đây mình sẽ viết lời giải gộp để mình tính luôn này tỷ lệ số học sinh bơi thành thạo biết bơi nhưng chưa thành thạo và chưa biết bơi trên tổng số học sinh tương ứng là đây đúng không? thì mình sẽ có này đây đầu tiên là bơi thành thạo thì mình lấy gì số học sinh lái năm 50 chia cho tổng số học sinh là 500 đúng không thì mình sẽ được là bằng 50 trăm đó rồi tương tự 175 là số học sinh biết bơi nhưng chưa thành thạo chia cho tổng số học sinh là 500 thì sẽ ra là 35 phần trăm Đấy, và cuối cùng là chưa biết bơi là gì? 75 chia cho 500 thì bằng 15%. Đấy. Đúng không? Đấy thì lúc này là mình sẽ được là gì nhỉ? Các cái tỷ lệ rồi, số học sinh bơi, tỷ lệ học sinh bơi thành thạo là 50%, tỷ lệ học sinh bơi nhưng chưa thành thạo là 35% và tỷ lệ học sinh chưa biết bơi là 15%. Tiếp theo ý B, người ta bảo là hãy hoàn thiện biểu đồ hình quạt tròn sau vào vở để biểu diễn bảng thống kê này đó. Thế thì đấy lúc này người ta cũng cho hình này đúng không? Đó và người ta cho sẵn một cái là 15% rồi đúng không? Đó và nhiệm vụ mình là biểu diễn các cái còn lại thôi đúng không? Đó. Thì đối với bài này thì mình sẽ áp dụng cái nhận xét đấy. Vừa nãy có phải là mình tính được bơi thành thạo là 50% đúng không các bạn? Và vừa nãy mình có nhận xét 50% có nghĩa là gì nhỉ? Là nó chiếm nửa hình tròn đồng ý không? đấy là lý do mà biểu đồ bây giờ người ta chia như vậy đó, đúng không? tức là đầu tiên người ta chia nửa hình tròn lên ở phía trên các bạn này đúng không? đấy rồi người ta chia sẵn cho các bạn 15% rồi này, đúng không? đấy là màu cam đấy, thì lúc này gì? người ta đặt dấu chấm hỏi ở màu cam đấy, đúng không? thì mình sẽ hiểu là màu cam cuối cùng là gì đấy? không biết bơi đấy, đúng không? đấy, thì thực ra là cái biểu đồ này người ta chia sẵn cho mình. 3 phần rồi đúng không? Một nửa phía trên là bơi thành thạo ứng với 50%. Không biết bơi 15% người ta chưa sẵn rồi. Còn cái phần quạt hình quạt còn lại chính là biết bơi nhưng chưa thành thạo là 35% thôi đúng không? Đây, thì tóm lại là mình sẽ tô màu và mình sẽ biểu diễn được kết quả như hình 5.12 này đúng không? Đó. Tô màu bơi thành thạo phía trên đứng với 50% màu xanh, biết bơi nhưng chưa thành thạo màu đỏ là 35% và chưa biết bơi là màu cao hay là màu vàng là 15% đấy. Được chưa? Tiếp theo, chúng ta có bài luyện tập 3 hoàn toàn tương tự đúng không? Đấy, để mình lại tiếp tục biểu diễn biểu đồ hình quạt tròn. Bảng số liệu sau cho biết tỷ lệ áo đồng phục theo kích cỡ của các bạn học sinh lớp 7A. Đó, cỡ áo thì có bốn cỡ là S, M, L và XL. Còn tỷ lệ tương ứng là 15%, 50%, 30% và 5%, đúng không? Và chắc chắn yêu cầu chúng ta là phải vẽ biểu đồ hình quả tròn rồi, đúng không? Đấy, thì đầu tiên là mình phân tích cái bảng thống kê đã này thì mình sẽ thấy những con số đặc biệt, ví dụ size M là 50%, đúng không? Là mình biết cách để mình chia nửa hình quạt tròn ra, đúng không? Rồi là các tỷ lệ lúc này người ta cho là 15%, 30% và 5% Thì có nghĩa là phía dưới mình phải chia nhỏ các phần thành 5% đấy đúng không? Đấy Hãy hoàn thiện biểu đồ hình 5.13 vào vở để biểu diễn bảng thống kê này Đó, thì lúc này gì? Biểu đồ chúng ta người ta lại cho theo kiểu này các bạn này Người ta cho sẵn này tỷ lệ cửa áo đó Đúng không? Là người ta lại chia sẵn cho mình các tỷ lệ rồi Và đặt dấu chấm hỏi nhiệm vụ chúng ta là mình phải điền là chỗ nào lại size s chỗ nào sai m chỗ nào là size l đúng không đó thế thì lúc này mình làm sao nhỉ lúc này mình sẽ dựa vào các cái tỷ lệ để mình như cô nói đấy vừa nãy mình phân tích đấy đúng không các cái tỷ lệ đặc biệt đúng không để mình điền vào đúng không như cô nói này đầu tiên là size m là lớn nhất là 50% là nửa hình tròn ấy. thì lúc này mình nhìn vào mình sẽ biết ngay là gì màu đỏ ứng với size m đồng ý không rồi tiếp theo ba cái phần trên thì mình phân tích thế nào đây? Đúng không? Thì mình có thể nhìn vào cái kích cỡ của cái hình quạt tròn. Đồng ý không? Để mình xác định là sai nào, đúng không? Ví dụ nhìn vào ba cái hình quạt tròn phía trên thì mình sẽ thấy là cái hình quạt màu tím là bé nhất đúng không? Đó. Thì mình xem xem các tỷ các trong các tỷ lệ tỷ lệ nào bé nhất. 5% đúng không? Tương ứng với size XL đấy. Đấy thì có nghĩa là gì? Màu tím là bé nhất sẽ biểu diễn 5% là size XL đúng không? Rồi tương tự theo thứ tự đây 5% rồi, bé thứ hai là 15%, bé thứ ba là 30% đúng không? Có nghĩa là cái hình quạt tròn bé thứ hai màu xanh thì sẽ ứng với size S là 15% đúng không? Đấy, thế còn màu vàng chính là size L là 30%. Đấy, thế còn màu đỏ đấy là size M là trăm thì vừa nãy cô nói rồi đúng không? Đó, thì lúc này mình sẽ được cái biểu đồ như này các bạn này chuẩn xác chưa đó đúng không thì cái bài này ý muốn nói là gì các bạn là gì nhỉ cái tỷ lệ càng nhỏ thì hình quạt càng nhỏ đúng chưa đó màu tím là năm phần trăm này nhỏ nhất này sai xl này đúng không tiếp theo là 15% trăm là hình quạt thứ hai là sai s ba trăm là hình quạt sai l và to nhất là 50% phần trăm là sai m Tiếp theo chúng ta qua mục 3 Phân tích dữ liệu trong biểu đồ hình quạt tròn Thế thì thực ra là từ nãy đến giờ mình đã phân tích dữ liệu rồi các bạn ạ à. Ở đây chúng ta sẽ làm thêm các cái ví dụ để mình phân tích kỹ hơn Cô có ví dụ 3 Cho biểu đồ hình 5.14 Đấy các bạn nhìn sang biểu đồ hình 5.14 này Theo sức khỏe đời chồng chấm vn thì nhìn qua biểu đồ một chút đúng không? Chúng ta sẽ hiểu là biểu đồ này biểu diễn các yếu tố ảnh hưởng đến sự phát triển chiều cao của trẻ em. Và người ta chia thành 5 hình quạt được chia thành hình tròn được chia thành năm hình quạt nhỏ đấy, đúng không tương ứng với năm yếu tố đấy là phần chủ thích thì mình sẽ thấy đấy là bao gồm vận động di truyền dinh dưỡng giấc ngủ và môi trường và yếu tố khác đấy đúng không và chúng ta có hai yêu cầu yêu cầu thứ nhất đấy là gì ý a là gì em hãy lập bảng thống kê về mức độ ảnh hưởng đơn vị là phần trăm của các yếu tố chiều cao của trẻ em ý b là ngoài yếu tố di truyền ba yếu tố ảnh hưởng nhiều nhất đến chiều cao là gì ba yếu tố đó chiếm tổng bao nhiêu phần trăm đó Thế mình làm từng ý một nhá Thì đầu tiên là ý A Lập bảng thống kê về mức độ ảnh hưởng Thì vừa nãy mình cũng làm rồi đúng không các bạn Đấy thì bây giờ mình có một cái biểu đồ hình quạt tròn Đúng không Và nhiệm vụ của mình là mình sẽ lập cái bảng thống kê ấy, Đúng không Thì nó khác với cả mục 2 là cho bảng thống kê biểu diễn lên Biểu đồ hình quạt tròn Thế bây giờ lại từ biểu đồ hình quạt tròn mình viết lại Dưới dạng bảng thống kê Đúng chưa Đó Thế thì mình hình dung là gì đây? Mình sẽ làm một cái bảng thống kê bao gồm hai hàng đúng không? Hàng thứ nhất là các yếu tố. Đúng không? Có năm yếu tố đúng không? Là mình sẽ kể ra năm cột nữa. Và mình ghi là vận động di truyền dinh dưỡng giấc ngủ môi trường và yếu tố khác. Thế còn hàng thứ hai là tỷ lệ phần trăm tương ứng đấy đúng không? Đấy, thì nhìn vào biểu đồ mình cũng có thể, có thể đọc được đúng không? Vận động màu xanh lơ nhìn vào cùng màu đấy là 20%, di truyền màu đỏ là 23%. Dinh dưỡng màu vàng thì mình sẽ nhìn thấy là ứng với 32%. Rồi giấc ngủ và môi, môi trường cô tạm gọi là màu xanh đậm Đây đúng không? Là 16%. Hay là các yếu tố khác màu tím là 9%. Đó thì đấy thì mình sẽ kẻ được bảng đúng không? Đó. Rồi tiếp tục IB. Ngoài yếu tố di truyền, ba yếu tố ảnh hưởng nhất đến chiều cao là gì? Ba yếu tố đó chiếm tổng bao nhiêu phần trăm? Thế thì thực ra là đây chính là mục đích của việc mà mình điều tra đấy các bạn, phân tích dữ liệu đấy. Đúng không? Thì rõ ràng là duy truyền đối với chiều cao ấy mình ứng dụng thực tế. Duy truyền là cái yếu tố mà mình không thể thay đổi rồi. Thì mình phải quan tâm đến ba yếu tố ảnh hưởng nhiều nhất đến chiều cao. Để từ các yếu tố này đúng không? Mình biết để mình biết cách để mình có thể phát triển chiều cao một cách tối đa đúng không? Đấy. Thì mình bỏ qua duy truyền đi là màu đỏ đi đúng không? ba yếu tố ảnh hưởng nhiều nhất thì mình sẽ nhìn xem là ba hình quạt nào là ba phần nào là to nhất đúng không đấy thì mình sẽ nhìn thì mình sẽ thấy là phần tiếp theo là gì ba mươi hai phần trăm nhìn sang màu vàng chính là dinh dưỡng này đúng không rồi gì nữa nhỉ hai mươi phần trăm chính là vận động và 16 phần trăm chính là giấc ngủ và môi trường đó có nghĩa là mình sẽ trả lời câu hỏi này là ba yếu tố ảnh hưởng nhiều nhất đến chiều cao trừ di chuyển ra đấy là vận động dinh dưỡng giấc ngủ vào môi trường đúng chưa đó và người ta hỏi là ba yếu tố đấy chiếm tổng cộng bao nhiêu phần trăm thì lúc này mình làm phép tính cộng thôi đúng không các bạn? Các bạn lấy 20 cộng với 32 cộng 16 là ra kết quả. Đúng chưa? Đấy, thì nói tóm lại là hai ý A và B mình sẽ giải được như sau. Này, ý A là bảng thống kê này, các bạn thấy không? Rất là quen thuộc, hàng thứ nhất là yếu tố, hàng thứ hai là mức độ ảnh hưởng tỷ lệ phần trăm, đúng không? và dựa vào bảng thống kê mình cũng có thể đọc ra được đúng không? Cô ví dụ mức độ ảnh hưởng của vận động là 20% hay là mức độ ảnh hưởng của di truyền tương ứng là trăm đúng chưa? Đấy thế còn ý B mình sẽ trả lời này Ngoài yếu tố di truyền ba yếu tố ảnh hưởng nhiều nhất đến chiều cao là dinh dưỡng 32%, vận động 20%, giấc ngủ và bao trường 16% đúng không? Đấy thì từ đấy mình sẽ tính tổng tổng mức độ ảnh hưởng của ba yếu tố là 32% cộng 20% cộng 16% là bằng 68% Đó. Thì qua đấy mình cũng có thể rút thêm nhận xét là các bạn sẽ thấy là gì? Di truyền nó chiếm 23% rất là lớn Nhưng mà chúng ta có những ba yếu tố quan trọng ảnh hưởng đến chiều cao là ứng với 68% luôn đúng không? Đấy thì mình có thể dựa vào từ đấy là mình có thể biết cách để mình có thể tăng trưởng chiều cao Tiếp theo cô có bài luyện tập 4 cho biểu đồ hình 5.15. Các bạn nhìn qua biểu đồ hình 5.15 này theo chương trình hỗ trợ năng lượng GIZ đấy, đúng không? Thì chúng ta có biểu đồ về sản lượng điện theo nguồn của Việt Nam năm 2019. Đó. Thì nhìn vào biểu đồ các bạn có thể thấy là hình quạt được chia thành bốn phần đấy. Xin lỗi, năm phần chứ đúng không? Các bạn sẽ thấy có những phần rất là bé đấy, nhưng cụ thể là năm phần. Bao gồm thủy điện, điện than, điện khí, điện tái tạo và điện nhập khẩu. Đấy thế thì qua cái biểu đồ này mình cũng biết thêm là gì đúng không? Người ta sản xuất điện bằng những cái 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 nguồn nào đấy các bạn đúng không? Lâu nay mình chỉ chỉ biết về thủy điện thôi đúng không? Đấy, ngoài ra còn có cả nhiệt than cũng tạo ra điện than cũng tạo ra điện này, điện khí là điện tái tạo hoặc là điện nhập khẩu đấy đúng không? Đấy. Và đề yêu cầu chúng ta là hãy liệt kê ba nguồn điện chủ yếu của Việt Nam năm 2019. Nào. Thì tương tự như bài trước đúng không? Ba nguồn điện chủ yếu thì mình nhìn vào biểu đồ, mình xem xem là hình quạt nào là lớn nhất đúng không? Ba cái hình quạt lớn nhất thì nó sẽ biểu diễn ba nguồn điện chủ yếu đúng không? Đó, thì nhìn vào mình sẽ thấy ba cái nguồn điện chủ yếu lớn nhất là gì? 41,6% lớn nhất màu đỏ chính là điện than này. Rồi, 37,7% lớn thứ hai màu xanh là thủy điện. Và 18,8% màu vàng lần thứ ba chính là điện khí, đúng chưa? Đấy, thì từ đấy là gì? Dựa vào biểu đồ mình dễ dàng trả lời được là ba nguồn điện chủ yếu của Việt Nam là năm 2019 là thủy điện, điện than và điện khí. Tiếp theo, cô có ví dụ 4 là ứng dụng của biểu đồ để dự đoán đấy các bạn. Biểu đồ hình 5.16 cho biết các hoạt động của học sinh khối 7 tại một trường trung học trong thời gian rảnh rỗi. Hãy dự đoán trong 200 học sinh khối 7 của trường đó Có khoảng bao nhiêu bạn thích chơi thể thao trong thời gian rảnh rỗi? Đó, mình sẽ nhìn vào biểu đồ hình 5.16 này Bạn làm gì trong thời gian rảnh rỗi? Đấy, các bạn sẽ thấy là hình tròn được chia thành 5 phần, 5 hình quạt, đúng không? Tương ứng, xem chủ thích thì mình sẽ thấy được là nghe nhạc là chiếm 20% này xem TV màu hồng chiếm 10% này, chơi thể thao là 30%, đọc sách là 25%, hoạt động khác là 15%. Đấy. Quay trở lại với câu hỏi, người ta đã bảo là dự đoán xem là nếu 200 học sinh thì khối 7 của trường đó thì có khoảng bao nhiêu thích chơi thể thao trong thời gian rảnh rỗi. Đó. Là người ta hỏi về chơi thể thao đúng không? Chơi thể thao thì mình quan tâm đến cái hình quạt biểu diễn chơi thể thao đúng không? Là màu xanh là cây đấy, ở ừ, 10 30% đấy. Thì lúc này mình sẽ hiểu sao các bạn? Là trong 200 học sinh thì sẽ có khoảng 30% là thích chơi thể thao đúng không? Đấy. Thì từ đấy mình sẽ tính 30% của 200 là bao nhiêu thì mình sẽ ra được là có khoảng gần đấy bạn thích chơi thể thao trong thời gian rảnh rỗi thôi đúng không? Đó thì tóm lại giải này mình sẽ viết lời giải và làm phép tính như sau. Số học sinh khối 7 của trường thích chơi thể thao trong thời gian rảnh rỗi khoảng mình lấy 200 nhân 30% thì sẽ bằng 200 nhân với 30 phần 100 ấy các bạn là 60%. Xin lỗi, 60 học sinh. Đó, rất là đơn giản đúng không? Tiếp theo, chúng ta có tiếp bài luyện tập 5. Dựa vào biểu đồ hình 5.16 em hãy cho biết 200 học sinh khối 7 của trường đó thì có khoảng bao nhiêu bạn thích đọc sách hoặc nghe nhạc trong thời gian rảnh rộn. Hoàn toàn tương tự như ví dụ đúng không các bạn, bài luyện tập 5 này một lần nữa các bạn sẽ thành tạo hơn đúng không? Lúc này người ta lại hỏi là có khoảng bao nhiêu thích đọc sách hoặc thích nghe nhạc. Đọc sách hoặc thích nghe nhạc. Có nghĩa là mình phải xem xem đọc sách là bao nhiêu phần trăm, nghe nhạc bao nhiêu phần trăm và mình cộng chúng lại với nhau đúng không? Đấy rồi mình tính tỷ lệ thôi đúng không? Đấy thì tóm lại mình nhìn vào biểu đồ mình sẽ thấy này Đọc sách là chiếm 25% Nghe nhạc là 20% Đúng không? Đấy thì tổng tỷ lệ học sinh thích đọc sách hoặc nghe nhạc sẽ là 25% cộng với 20% là 45% đấy đúng không? Đấy thì lúc này mình sẽ tính là 45% của 200 học sinh là bao nhiêu phần? Đúng không? Thì lúc đấy mình ra kết quả Tóm lại là mình sẽ giải như sau này, lời giải số học sinh khối 7 trong trường thích đọc sách hoặc nghe nhạc trong khoảng thời gian rảnh rỗi là khoảng, đúng không? Mình sẽ lấy 200 nhân với tổng là 25% cộng với 2%, thì mình sẽ ra là 90 học sinh. Được chưa? Tiếp theo, chúng ta có phần tranh luận cho biểu đồ hình 5.17. Các bạn nhìn vào biểu đồ hình 5.17, thực trạng các tật khúc xạ về mắt của học sinh một số tỉnh ở Việt Nam Đó, theo tạp chí Y học dự phòng số 4 năm 2020 ấy, đúng không? Có 3 phần đây đúng không? Đấy, và nhìn vào biểu đồ mình cũng có thể đọc qua được là Bình thường là 66,4% Cận thị là 32,8% Và viễn loạn thị là 0,8% đấy Đấy, thế hai bạn tròn về vuông mới thảo luận như sau Như vậy nếu trường trung học có 1.000 học sinh thì chắc chắn có 328 học sinh bị cận thị hình vuông bạn vuông bảo là tớ nghĩ đây chỉ là số ước lượng mà thôi đấy thì em đồng ý với ý kiến nào trong hai ý kiến trên đó thì rõ ràng là mình sẽ đồng ý theo ý kiến của bạn vuông các bạn nha các cái biểu đồ để điều tra nó chỉ mang tính chất ước lượng thôi được không chứ không phải là chắc chắn như vậy đúng không nó chỉ sấp xỉ thôi được không đấy thì như vậy đấy, thì bạn tròn nói như vậy là chưa đúng rồi đó. Bạn ấy khẳng định chắc chắn là 1.000 học sinh thì chắc chắn phải có 328 học sinh bị cận thị là sai đúng không? Mà mình ước lượng tầm như vậy, con số nó chỉ là ước lượng sấp xỉ thôi, được chưa? Đó, thì cái phần thảo luận này đấy là cũng là để các bạn có một cái chú ý các bạn nha Mình chỉ là ước lượng con số thôi, từ biểu đồ mình ước lượng, mình phân tích mình ước lượng về con số, được chưa? Rồi, thì phần thảo luận cũng kết thúc bài học của chúng ta ngày hôm nay rồi Về nhà các bạn có thể xem lại video để hiểu hơn bài này Làm thêm các cái bài tập trong sách giáo khoa Hay là sách bài tập liên quan Để chúng ta thành thạo hơn về biểu đồ hình quạt tròn Chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở các video tiếp theo Khóa học về rách Sự lựa chọn của hàng triệu phụ huynh và học sinh Trải nghiệm ngay khóa học của Việt rách